Đoạn clip nhắc tới được khắc ghi trong lớp 21 của trường tiểu học Phan Chu Trinh Quy, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 4 ngày từ thời điểm ngày 27 đến 30 tháng 8 vừa qua. Camera chỉ quay được một góc của lớp học chỗ ngồi của khoảng 12 em học viên ăn theo những gì khắc ghi, cô giáo mặc áo dài màu hồng cánh sen tiếp tục trong tương đối nhiều ngày có những hành vi giơ tay, đánh học viên. Không chỉ thế, cô này còn dùng thước kẻ đánh anh đâu sống lưng những em. Phụ huynh bí hiểm lắp camera phát hiện cô giáo đánh, giơ tay học viên. Được biết, camera bình an này được cha mẹ học viên bí hiểm gắn trong lớp sau khoảng thời gian được những con phản ánh về sự việc bị cô giáo đánh trong lớp. Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, một cha mẹ có con học lớp 21 cho thấy, ngày 22 tháng 8, những con nhập học. Nhưng ngày 23, những con về phản ánh bị giáo viên chủ nhiệm đánh, đánh không ít bạn. Một nhóm nhỏ vài cha mẹ đều xác nhận ai cũng có con về kể lại như thế. Riêng tôi hỏi con thì nhỏ bé nói không có. Chiều hôm sau, con đi học về, tôi phát hiện quần con ướt, trong khi từ lên 3 tuổi đến giờ, con có tè dầm nữa đâu. Hỏi ra mới biết cô la lớn, giáo tai, con sợ nên tè luôn luôn trong quần. Sau đó, nhỏ bé ngủ rất lôi cuốn giật mình anh hỏi tại sao con không kể, con nói cô dặn không được kể cho ba mẹ nghe. Theo dõi những gì ra mắt ở một góc lớp học trong 4 ngày, những cha mẹ học viên cũng tương tự cư dân mạng đều vô cùng xót xa, phẫn nộ. Được biết, nữ giáo viên trong clip này là giáo viên chủ nhiệm Cao Nguyễn Huyện. Cô Đỗ Thị Sửu, hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, xác nhận có sự việc này so với lớp 21 anh cho thấy thanh tra quận đang thụ lý vụ việc. Trong thời hạn chờ kết quả, nhà trường đã tạm bỡ đình chỉ công tác so với Cao Nguyễn Huyện.